Tống năm luôn em ơi. Xôn xao, năm cô gái tống năm đi một xe máy còn quay clip khoe chiến tích trên mạng xã hội. Ngày 20 tháng 12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh vụ việc năm cô gái đi một xe máy trên đường phố và quay clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Trước đó, tài khoản Facebook có tên PN đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh năm cô gái đi trên một xe máy, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với tiêu đề "Vui thôi, đừng vui quá", tài khoản Facebook này đã đăng tải clip ghi lại cảnh 5 người cùng ngồi chung một xe máy chạy trên đường phố, trong đó 4 cô gái không đội mũ bảo hiểm. Khi di chuyển đến một chốt đèn giao thông, các cô gái dừng lại cười nói: "Tống năm luôn em ơi." Tống năm luôn em ơi. Đã tống năm còn dừng đèn đỏ. Sau khi di chuyển một quãng đường, chiếc xe dừng lại trước một quán bar. Ngay sau khi clip đăng tải đã gây nhiều dư luận, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi các cô gái vô tư điều khiển xe máy vi phạm pháp luật còn quay lại video để đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người khác vào bình luận lên án và đề nghị cơ quan chức năng phải xử phạt để răn đe. Tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip trên ghi nội dung buôn bán quần áo trên đường Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện đoạn clip trên đã được gỡ khỏi tài khoản Facebook PN. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn bạn mà thấy sao về trường hợp trên, bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.